Xin chào và cảm ơn quý vị và các bạn đang theo dõi bản tin 9h10 của Đài Phát Thanh Truyền hình Cao Bằng. Như thường lệ, một số tin tức trong tỉnh đáng chú ý sẽ mở đầu cho bản tin sáng nay thứ ba, ngày 1 tháng 11. Sáng ngày 31 tháng 10, Ủy ban Nhân dân tỉnh tổ chức hội nghị tập huấn luật bảo vệ bí mật nhà nước và các văn bản hướng dẫn thi hành theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến. Đồng chí Nguyễn Trung Thảo, ủy viên Ban thường vụ tỉnh ủy, phó chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh, trưởng ban chỉ đạo công tác bảo vệ bí mật nhà nước tỉnh, đại diện Cục An ninh Chính trị Nội bộ, Bộ Công an, đại diện lãnh đạo Công an tỉnh và hơn 3.000 cán bộ công chức, viên chức trực tiếp làm việc có liên quan đến công tác bảo vệ bí mật nhà nước từ cấp tỉnh đến cấp huyện, xã. Phát biểu khai mạc hội nghị, đồng chí Nguyễn Trung Thảo, ủy viên Ban thường vụ tỉnh ủy, phó chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh, trưởng ban chỉ đạo công tác bảo vệ bí mật nhà nước tỉnh nhấn mạnh những năm qua triển khai thực hiện luật bảo vệ bí mật nhà nước tỉnh ủy ủy ban nhân dân tỉnh ban chỉ đạo công tác bảo vệ bí mật nhà nước tỉnh đã ban hành nhiều văn bản chỉ đạo hướng dẫn thực hiện phù hợp với tình hình thực tế tại địa phương đẩy mạnh công tác bảo vệ chính trị nội bộ quản lý cán bộ đảng viên trong quan hệ tiếp xúc và làm việc với người nước ngoài tổ chức kiểm tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về bảo vệ bí mật nhà nước qua đó, công tác bảo vệ bí mật nhà nước đạt được nhiều kết quả tích cực, góp phần giữ vững ổn định chính trị, phục vụ có hiệu quả công cuộc phát triển kinh tế xã hội đối ngoại của tỉnh. Hội nghị nghe báo cáo viên Cục An ninh chính trị nội bộ, Bộ Công an tập huấn hai chuyên đề về nội dung Luật Bảo vệ bí mật nhà nước và các văn bản hướng dẫn thi hành, bao gồm Luật Bảo vệ bí mật nhà nước có hiệu lực thi hành từ ngày 1 tháng 7 năm 2022 các nghị định, thông tư của chính phủ và bộ công an về quy định chi tiết một số điều của luật và ban hành biểu mẫu sử dụng trong công tác bảo vệ bí mật nhà nước. Các quy chế nội quy bảo vệ bí mật nhà nước của các cơ quan tổ chức địa phương, 35 danh mục bí mật nhà nước thuộc các ngành lĩnh vực do Thủ tướng Chính phủ ban hành, chuyên đề 2 về thực trạng công tác bảo vệ bí mật nhà nước trên địa bàn tỉnh Cao Bằng và một số lưu ý trong thực hiện các quy định của pháp luật về bảo vệ bí mật nhà nước các nội dung được truyền đạt cụ thể chi tiết gắn với kiến thức kinh nghiệm thực tế trong triển khai thực hiện công tác bảo vệ bí mật nhà nước. Bế mạc hội nghị, đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Nguyễn Trung Thảo đề nghị lãnh đạo các sở ban ngành địa phương tiếp tục quan tâm quán triệt phổ biến, nghiên cứu sâu kỹ tài liệu và những kiến thức đã được lĩnh hội đến toàn thể cán bộ công chức viên chức người lao động để đảm bảo nhận thức rõ vị trí vai trò tầm quan trọng của công tác bảo vệ bí mật nhà nước đưa công tác này trở thành nhiệm vụ chính trị thường xuyên của các cơ quan đơn vị. Ngày 31 tháng 10, tỉnh Đoàn Cao Bằng phối hợp với Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh tổ chức vòng chung kết và trao giải cuộc thi Dự án khởi nghiệp sáng tạo thanh niên nông thôn tỉnh Cao Bằng năm 2022. Cuộc thi Dự án khởi nghiệp sáng tạo thanh niên nông thôn tỉnh Cao Bằng năm 2022 được phát động từ tháng 5 năm 2022 đã thu hút đông đảo các thí sinh tham gia với sự đa dạng về các lĩnh vực như chăn nuôi trồng trọt ứng dụng công nghệ cao, sản xuất du lịch sinh thái và du lịch cộng đồng. Cuộc thi gồm 3 vòng thi. Vòng 1: Sơ khảo, đi tìm ý tưởng mô hình. Vòng 2: Bán kết, hoàn thiện ý tưởng, xây dựng dự án khởi nghiệp sáng tạo. Vòng 3: Chung kết, dự án khởi nghiệp sáng tạo thanh niên nông thôn xuất sắc. Tại vòng sơ khảo, ban tổ chức đã nhận được 23 dự án khởi nghiệp tiêu biểu của các đơn vị huyện thành đoàn và chọn được 8 ý tưởng vào vòng chung kết. Tại vòng chung kết các thí sinh đã thuyết trình dự án khởi nghiệp, nghe tư vấn và trả lời các câu hỏi của hội đồng cố vấn giám khảo. Qua cuộc thi đã tạo ra môi trường thuận lợi để thúc đẩy hỗ trợ thanh niên nông thôn trong quá trình khởi nghiệp, đổi mới, sáng tạo, nhất là trong lĩnh vực nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao. Kết thúc cuộc thi, ban tổ chức đã trao một giải nhất cho dự án phát triển du lịch cộng đồng tạo sinh kế bền vững gắn với nghề đan nón tày và bệnh kế rơm của thí sinh Nguyễn Kim Phương, xã Đàm Thủy, huyện Trùng Khánh. Đồng thời trao hai giải nhì, ba giải ba, hai giải khuyến khích và hai giải phụ cho các dự án sáng tạo khác. Ngày 31 tháng 10, đoàn khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh phối hợp với Công ty Cổ phần Thương mại và Sản xuất Nội thất Dương An trao thư viện tri thức cho 5 điểm trường vùng đặc biệt khó khăn tại các huyện Quảng Hòa, Trùng Khánh, Hạ Lang. Theo đó, năm thư viện đã được sơn mới toàn bộ, lắp đặt hệ thống điện chiếu sáng, trang bị tủ sách, bàn ghế học, đọc sách đạt tiêu chuẩn của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Thiết bị hỗ trợ học ngoại ngữ, một bộ máy tính để học sinh tra cứu và tìm hiểu thông tin. Đoàn đã hỗ trợ hơn 1.500 đầu sách mới, bao gồm sách giáo khoa, sách tham khảo, truyện tranh tổng giá trị hơn 300 triệu đồng cho các điểm trường, tiểu học và trung học cơ sở xã Kim Loan, huyện Hạn Lang, điểm trường trung học cơ sở Hán Chấu, huyện Quảng Hòa, điểm trường tiểu học Cấp Vi, Thượng Nga, Ngọc Trung, huyện Trùng Khánh. Các điểm trường này đều gặp nhiều khó khăn, cơ sở vật chất thiếu thốn. Việc hỗ trợ thư viện tri thức tạo điều kiện cho giáo viên giảng dạy, giúp các em hứng thú hơn với việc đọc, học và trao dồi kiến thức. Ngoài tặng tủ sách, đoàn khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh tiếp tục lên kế hoạch vận động nhà hảo tâm để tặng mỗi điểm trường ở vùng sâu vùng xa 100 đầu sách, giúp các em nhỏ có thêm điều kiện để học tập. Nằm trong chuỗi các hoạt động chào mừng thành công đại hội đoàn các cấp, Nhiệm kỳ 2022-2027, huyện đoàn Hòa An, Liên đoàn Lao động huyện Hà Quảng tổ chức giải bóng truyền nam nữ thanh niên. Tại huyện Hòa An, tham gia giải có 11 đội bóng đến từ đoàn thanh niên các xã thị trấn và đoàn thanh niên công an huyện. Các vận động viên đã cống hiến cho khán giả những pha bóng hay và kịch tính với tinh thần thể thao cao thượng, thu hút đông đảo khán giả tới xem và cổ vũ nhiệt tình. Thông qua giải đấu, nhằm đẩy mạnh phong trào thi đua, rèn luyện, nâng cao thể chất cho đoàn viên thanh niên, tiếp tục đẩy mạnh cuộc vận động toàn dân rèn luyện thân thể theo gương bác Hồ vĩ đại. Kết thúc giải, ban tổ chức đã trao giải nhất nhì ba cho các đội có thành tích cao trong thi đấu. Tham dự giải bóng chuyển tại huyện Hà Quảng có 38 đội, trong đó có 14 đội nam, 24 đội nữ với hơn 400 vận động viên đến từ các cơ sở công đoàn, các xã thị trấn trên địa bàn. Các đoàn đã bốc thăm thi đấu theo thể thức đấu vòng tròn tính điểm, chọn đội mạnh vào vòng chung kết. Các vận động viên tranh tải hai nội dung, bóng chuyển ra nam và bóng chuyển hơi nữ. Sau 3 ngày thi đấu sôi nổi, với tinh thần đoàn kết cao thượng, các vận động viên đã thi đấu 71 trận. Thông qua giải đấu đã khẳng định Phong trào thể thao của các cơ quan đơn vị trên địa bàn huyện được duy trì và phát triển, chất lượng thể dục thể thao được nâng cao. Kết thúc giải, ban tổ chức đã trao 6 giải cho các đội tham gia, trong đó giải nhất, giải nhì, giải ba trao cho các đội, các vận động viên có thành tích cao trong các nội dung thi đấu. Theo thông tin từ Sở Y tế từ 17 giờ ngày 30 tháng 10 đến 17 giờ ngày 31 tháng 10, tỉnh Cao Bằng ghi nhận thêm 5 trường hợp mắc COVID-19 nâng tổng số người mắc lên 98.088 trường hợp, trong đó có 97.535 trường hợp mắc được ghi nhận tại các địa phương trong tỉnh. Trong số 5 trường hợp mắc mới, cụ thể, thành phố ghi nhận 2 trường hợp, huyện Hà Quảng 1 trường hợp, huyện Nguyên Bình 1 trường hợp, huyện Quảng Hòa 1 trường hợp, các huyện còn lại không có ca mắc mới. Hiện Cao Bằng có 15 trường hợp đang được cách ly điều trị tại các cơ sở thu dung điều trị của tỉnh. 88 trường hợp không triệu chứng đang được cách ly điều trị tại nhà, tất cả các trường hợp này sức khỏe ổn định. 5 trường hợp điều trị tại các cơ sở thu dung và điều trị tại nhà đủ điều kiện công bố khỏi bệnh, nâng tổng số khỏi bệnh lên hơn 97.920 trường hợp. Đến nay tổng số tử vong do COVID-19 là 61 trường hợp. Toàn tỉnh lấy 579.043 mẫu bệnh phẩm để xét nghiệm COVID-19, tổng cộng test nhanh là 425.132 mẫu. Tiếp theo sẽ là một số thông tin đáng chú ý trong nước quốc tế. Chiều qua, tại Đại lễ đường Nhân dân ở thủ đô Bắc Kinh, Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng hội đàm với Tổng bí thư Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình. Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng khẳng định, Việt Nam và Trung Quốc là hai nước láng giềng núi sông liền một dài, đều là nước xã hội chủ nghĩa do Đảng Cộng sản lãnh đạo. Tình hữu nghị truyền thống Việt Nam-Trung Quốc do Chủ tịch Hồ Chí Minh và Chủ tịch Mao Trạch Đông cùng các vị tiền bối cách mạng hai nước dày công xây dựng và vun đắp là tài sản chung quý báu của hai đảng, hai nước và nhân dân hai nước. Ông Tập cận bình bày tỏ tin tưởng dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam do Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đứng đầu, nhân dân Việt Nam nhất định sẽ thực hiện thắng lợi các mục tiêu nhiệm vụ do Đại hội Đảng lần thứ 13 đề ra sẽ sớm đưa Việt Nam cơ bản trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại, thực hiện thành công mục tiêu dân giàu nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh. Hai tổng bí thư bày tỏ vui mừng về xu thế phát triển lành mạnh và đánh giá cao những tiến triển tích cực của quan hệ giữa hai đảng, hai nước trong thời gian qua. Hai bên nhất trí tiếp tục duy trì trao đổi tiếp xúc cấp cao thường xuyên giữa lãnh đạo hai đảng hai nước nhằm tăng cường hiểu biết lẫn nhau, kịp thời trao đổi giải quyết các vấn đề nảy sinh trong quan hệ song phương, duy trì cục diện hữu nghị và đà phát triển lành mạnh, ổn định của quan hệ Việt Trung. Hai tổng bí thư đề nghị mỗi bên tiếp tục tạo điều kiện đi lại cho người dân hai nước, sớm khôi phục các chuyến bay thương mại, hợp tác du lịch, giao thương, tiếp tục tạo điều kiện để các địa phương nhất là các địa phương biên giới hai nước tăng cường giao lưu hợp tác, đồng thời mở rộng hợp tác giữa các địa phương của Việt Nam với một số địa phương giàu tiềm năng của Trung Quốc. Về vấn đề biên giới, lãnh thổ hai bên nhất trí tăng cường quản lý hiệu quả đường biên giới theo các văn kiện, thỏa thuận ký kết giữa hai bên, thúc đẩy sớm vận hành thí điểm hợp tác du lịch tại khu cảnh quan thấp bản dốc Việt Nam-Đức Thiên Trung Quốc. Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng đề nghị hai bên tuân thủ nhận thức chung cấp cao, tôn trọng lợi ích hợp pháp chính đáng của nhau, giải quyết tranh chấp, bất đồng bằng các biện pháp hòa bình phù hợp với luật pháp quốc tế, trong đó có Công ước của Liên Hợp Quốc về luật biển năm 1982. Việt Nam hiện có 8 sản phẩm trên nhóm sản phẩm đạt giá trị xuất khẩu trên 2 tỷ USD, bao gồm cà phê, cao su, gạo, rau quả, điều, tôm, cá cha sản phẩm gỗ. Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn cho biết, tính chung 10 tháng năm 2022, kim ngạch xuất khẩu nông lâm thủy sản ước đạt trên 44,9 tỷ USD, tăng 14,1% so với cùng kỳ năm trước. Đến nay, Việt Nam có 8 sản phẩm, nhóm sản phẩm đạt giá trị xuất khẩu trên 2 tỷ USD, cà phê, cao su, gạo, rau quả, điều, tôm, cá cha, sản phẩm gỗ – nhiều mặt hàng đạt giá trị xuất khẩu cao hơn cùng kỳ năm 2021, cao nhất là cà phê, đạt gần 3,3 tỷ USD, tăng 33,4%, cao su 2,8 tỷ USD, tăng 11,2%, gạo trên 2,9 tỷ USD, tăng 7,4%, hồ tiêu 829 triệu USD, tăng 4,7%. Đáng chú ý một số sản phẩm có giá xuất khẩu bình quân tăng so với cùng kỳ năm trước, như phân bón các loại giá bình quân khoảng 616 USD một tấn, tăng 72,7%, hạt tiêu khoảng 4.372 USD một tấn, tăng 26,9%, cà phê khoảng 2.301 USD một tấn, tăng 20,6%. Giá xuất khẩu gạo sang tháng 9 bắt đầu tăng nhẹ so với tháng 8, nhưng tính bình quân thì giá xuất khẩu khoảng 484 USD một tấn, giảm 8,3% hạt điều khoảng 5.995 USD một tấn, giảm 4,3%. Hoa Kỳ tiếp tục là thị trường xuất khẩu lớn nhất, đạt trên 11,4 tỷ USD, chiếm 25,4% thị phần. Đứng thứ hai là thị trường Trung Quốc khoảng 8,3 tỷ USD, chiếm 18,5% thị phần. Đứng thứ ba là thị trường Nhật Bản với giá trị xuất khẩu đạt 3,5 tỷ USD, chiếm 7,8%. Và đứng thứ tư là thị trường Hàn Quốc với giá trị xuất khẩu đạt trên 2,1 tỷ USD, chiếm 4,7%. Cũng theo Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, đến nay đã cấp 4.814 mã số vùng trồng phục vụ xuất khẩu tại 54 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, 1.419 mã số cơ sở đóng gói phục vụ xuất khẩu cho các loại quả tươi, thanh long, xoài, vú sữa, chuối, bưởi, chanh không hạt, nhãn, vải, ớt, thạch đen, được phép xuất khẩu sang Trung Quốc, Hoa Kỳ, Australia, New Zealand, Hàn Quốc, Nhật Bản. Bộ Thông tin và Truyền thông vừa tổ chức họp báo về việc triển khai tổng đài 156 tiếp nhận phản ánh tin nhắn rác cuộc gọi rác của gọi lừa đảo. Từ tháng 1 đến tháng 9 năm 2022, tổng đài 5656 tiếp nhận phản ánh tin nhắn rác của gọi rác qua tin nhắn của Bộ Thông tin và Truyền thông do Cục An toàn Thông tin quản lý, vận hành đã nhận được hơn 202.940 lượt phản ánh. Trong số này, hơn 25.470 lượt phản ánh tin nhắn rác giảm 10,6% so với cùng kỳ năm 2021, hơn 177.470 lượt phản ánh cuộc gọi rác tăng 34,2%, trong đó số lượt phản ánh về cuộc gọi đòi nợ, cuộc gọi có dấu hiệu lừa đảo chiếm 12,5%. Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Phạm Đức Long cho biết, trước vấn nạn sim rác, tin nhắn và cuộc gọi rác cần có một kênh tiếp nhận các thông tin phản ánh của người dân một cách thống nhất, thuận tiện nhất. Đầu số 5656 chủ yếu nhận thông tin về tin nhắn rác. Đầu số 156 được sử dụng thống nhất trên toàn quốc và triển khai với tất cả các nhà mạng cung cấp dịch vụ viễn thông cố định, di động. Người dân cũng có thể gọi trực tiếp tới đầu số 156 miễn phí để cung cấp thông tin về số điện thoại vừa thực hiện cuộc gọi có dấu hiệu gọi rác, lừa đảo trích dẫn các nội dung có liên quan bằng cách làm theo hướng dẫn của bộ phận chăm sóc khách hàng. So với cùng kỳ năm 2021, số mắc tăng 4,8 lần, số tử vong tăng 89 trường hợp. Theo tổng hợp báo cáo của các địa phương tích lũy từ đầu năm đến nay, cả nước ghi nhận gần 281.200 trường hợp mắc sốt xuất huyết, 110 ca tử vong. So với cùng kỳ năm 2021, số mắc tăng 4,8 lần, số tử vong tăng 89 trường hợp. So với tuần 42, số ca mắc mới sốt xuất huyết tăng hơn 10.000 ca, số tử vong tăng 2 ca. Các chuyên gia dự báo trong thời gian tới, số lượng bệnh nhân sốt xuất huyết ở các địa phương tiếp tục gia tăng, đỉnh điểm có thể là tháng 11-12. Bộ Y tế khuyên cáo đến nay, bệnh sốt xuất huyết chưa có vaccine phòng bệnh và chưa có thuốc điều trị đặc hiệu biện pháp phòng bệnh chủ yếu và hiệu quả nhất là diệt mũi, diệt lăng quăng, bọ gậy và phòng mũi đốt. Bộ Y tế cũng kêu gọi người dân mỗi tuần hãy dành 10 phút để diệt bọ gậy, lăng quăng và thực hiện các biện pháp phòng bệnh. Chuyển sang tin quốc tế, lượng mưa ít, các đợt nắng nóng gai gắt và hạn hán ngày càng nghiêm trọng khiến Trung Đông trở thành khu vực thiếu nước nhất trên thế giới. Cùng với hậu quả của biến đổi khí hậu, thực trạng trên đã đe dọa khiến hàng triệu người ở Trung Đông phải di rời. Theo Cao ủy Liên hợp quốc về người tị nạn, khoảng 90% người tị nạn đến từ các quốc gia dễ bị tổn thương nhất và kém sẵn sàng thích ứng với tác động của biến đổi khí hậu. Các nhà nghiên cứu dự đoán, vào năm 2060, ngành nông nghiệp vốn đã căng thẳng ở Ai Cập có thể bị thu hẹp tới 47%. Ngân hàng Thế giới ước tính đến năm 2050, nếu không có biện pháp nào để ngăn chặn, sẽ có 216 triệu người trên toàn cầu phải di rời trong nước do biến đổi khí hậu, trong đó có 19,3 triệu người ở Bắc Phi. Viện Địa Trung Hải nhận định, khoảng 7% người dân ở Bắc Phi, nơi có các bờ biển đông dân cư, nằm trong số những vùng bị đe dọa nhiều nhất trên thế giới, sống gần 5 mét trên mực nước biển. Bản tin 9 giờ 10 sáng nay xin được kết thúc tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.